I'll have to raise a rib. Take a good grip. Just a little while. Trong lịch sử y học thế giới đã ghi nhận những ca phẫu thuật rùng rợn đến khó tin, từ cắt bỏ ruột thừa, biến mất cá chân thành đầu gối, cắt bỏ một nửa bán cầu não hay là ghép nguyên một khuôn mặt. Những ca phẫu thuật này được xem là những ca phẫu thuật kinh dị nhất thế giới. Nhưng chính phương pháp phẫu thuật này đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người mỗi ngày. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng khám phá Túp tìm hiểu về những ca phẫu thuật khó tin nhất thế giới nhé! Tự phẫu thuật cho chính mình. Vào tháng 2 năm 1921, một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ có tên là Ivan Onelken đang nằm trên bàn mổ chờ được cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nặng. Đột nhiên, ông này nảy ra một ý tưởng chưa ai nghĩ đến, đó là tự mình thực hiện phẫu thuật cho mình. Và vì lấy quyền là trưởng khoa nên chẳng ai dám cãi ông cả. Được sự chống lưng của một lượng lớn cocaine và adrenaline, và thế là ông bắt đầu mổ bụng mình ra với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Về tầm nhìn giới hạn do tự phẫu thuật không hề có vẻ làm khen bực mình. Thậm chí, khi ông lỡ làm rớt một phần ruột nhỏ ra ngoài cơ thể, ông chỉ mau chóng gấp chúng bỏ lại vào trong và tiếp tục việc tự phẫu thuật. Cả quá trình tự giải phẫu kéo dài trong 30 phút. Mặc dù vị bác sĩ dở hơi này cứ khăng khăng là đáng lẽ ông ta có thể làm nhanh hơn thế và dừng lại cho đến khi nhận thấy ánh mắt kinh hãi đến từ đoàn nhân viên y tế đứng xung quanh. Rồi từ đó, Ken bắt đầu có niềm vui thú với việc tự phẫu thuật. Sau đó 1 năm, ông tự xẻo đi ngón tay của mình vì nó bị nhiễm trùng. Sau đó 10 năm, ông lại tự phẫu thuật bệnh thoát vị. Nhưng ngay cả nếu như ông ta không là người đi đầu trong việc phẫu thuật thì cũng được biết đến như một bác sĩ gàn dở với những ý tưởng điên rồ. Một trong những điều được coi như đặc trưng của vị bác sĩ này chính là xăm lên bệnh nhân chữ ký của mình bằng mật mã Morse và sáng tạo ra loại băng bó làm bằng amiang. Chịu luôn đấy! Phẫu thuật cắt bỏ một bên não. Đây chính xác được xác định là ca phẫu thuật rùng rợn nhất từ trước tới nay trong lịch sử loài người, khi mà các bác sĩ trong trường hợp này đã mảnh tay cắt bỏ một bên não cho một bệnh nhân nhí. Ai cũng biết, não là bộ phận vô cùng quan trọng. Mấy đứa không não mà vẫn sống được chỉ có thể là mấy đứa không biết suy nghĩ mà thôi. Jesse Ho, lúc ấy 16 tuổi, được chẩn đoán mắc phải một chứng bệnh nan y hiếm gặp có tên là hội chứng Rasmussen, hội chứng viêm não, khiến cho não của em bị ăn mòn rồi dẫn đến những cơn co thắt toàn thân. Tỷ lệ mắc phải căn bệnh này là 1 trên 1.000 trẻ. Thế nhưng, ca phẫu thuật này còn có tỷ lệ thành công là không luôn vì từ trước đến nay đã có ai dám nhận ca khó thế này đâu. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson vẫn cương quyết nhận thử thách này bởi đây lại là cách duy nhất có thể cứu sống bé Jesse. Phần não được cắt bỏ là phần não bị mắc bệnh viêm não không có khả năng chữa trị, còn nếu để nguyên sẽ làm tổn thương dây chuyền sang bán cầu não còn lại. Cuối cùng, các bác sĩ cũng chọn phương án mạo hiểm này với những hy vọng hết sức mong manh. Và kết quả thật bất ngờ khi phương án này đã cứu sống bé Jesse. Thậm chí, em còn có thể đi lại dưới phòng tập, khả năng phục hồi nhanh đến mức khó tin. Biến mắt cá chân thành đầu gối. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy trường hợp như thế này chưa? Khi mà mắt cá chân lại trở thành đầu gối và trong đôi chân vô cùng kỳ dị như thế này. Để mình giới thiệu cho các bạn, đây là Gabi Shu, một vũ công ballet chuyên nghiệp. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc rằng với đôi chân thế này, cô gái ấy đáp múa kiểu gì đúng không nào? Thực chất, đôi chân của Gabi đã trải qua Rotation Plasty. Rotation Plasty là một hình thức đặc biệt của phẫu thuật tái tạo cho phép mắt cá chân được sử dụng như một khớp gối. Các thủ tục liên quan đến việc phẫu thuật cắt bỏ đáy của xương đùi, đầu gối và xương chày trên. Phần dưới của chân sau đó được xoay 180 độ và gắn vào đùi. Nói một cách đơn giản, bàn chân được gắn vào đầu gối phía sau. Buộc khi chân giả được lắp vào, mắt cá chân có chức năng như đầu gối. Rotation Plasty thường được thực hiện ở trẻ em có khối u xương ác tính ở vị trí gần đầu gối. Nó giúp loại bỏ hoàn toàn khối u mà không hề khiến người bệnh phải cắt bỏ chân. Lên 9 tuổi, Gabi Shu đã được chẩn đoán mắc u xương ác tính và sau 12 tuần hóa trị không có kết quả. Cha mẹ cô bé buộc phải chọn phương pháp Rotation Plasty và cho đến hiện tại, nếu như cô bé không bỏ chiếc chân giả ra, liệu có ai biết rằng cô bé này đã từng bị một khối u xương ác tính có thể khiến cô ấy không thể đi lại được không? Khó tin quá phải không nào? Cấy răng vào mắt để khôi phục thị lực.
Nếu xem đến đây, chắc chắn các bạn đang thắc mắc vì sao lại cấy răng vào mắt và răng với mắt thì có liên quan gì đến nhau đúng không nào? Đây, để admin giải thích cho các bạn nghe. Đầu tiên thì phương pháp này có tên gọi là OOKP, là chữ viết tắt của một cụm từ dài dài, khó đọc như thế này này. Tiếp theo là quy trình OOKP. Quy trình này bao gồm việc nhổ bỏ răng nanh của bệnh nhân và xương xung quanh. Sau đó, người ta khoan một lỗ trong răng và nhét vào đó mắt kính plastic. Cấu trúc răng, mắt kính sau đó được cấy vào má của bệnh nhân, nơi nó phát triển các mạch máu mới trong một vài tháng. Cấu trúc này sau đó được lấy ra khỏi má và cấy vào mắt. Ánh sáng có thể di chuyển qua mắt kính này và phục hồi thị lực của bệnh nhân. Miễn là võng mạc bệnh nhân vẫn hoạt động thì thấu kính sẽ cung cấp một cửa sổ mới, thông qua đó bệnh nhân có thể nhìn thấy. Điều đáng chú ý ở đây là vì chiếc răng thuộc về chính bệnh nhân nên cơ thể bệnh nhân sẽ không từ chối nó khi cấy ghép. Nghe thì có vẻ rất phức tạp, nhưng phương pháp phẫu thuật này lại có thể giúp bệnh nhân bị mất thị lực nhìn lại được một cách rõ ràng. Tuy nhiên, OOKP chỉ có thể được sử dụng cho bệnh nhân bị mù do tổn thương không thể phục hồi đến giác mạc. Lớp ngoài của mắt khi những phương pháp điều trị khác thất bại và một trở ngại thứ hai nữa đó là OOKP chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ ở một vài bệnh viện ở Anh mà thôi. Đó là lý do vì sao mà phương pháp này không phổ biến trên toàn thế giới. Ghép mặt. Hiện nay thì những người có khuôn mặt bị biến dạng sau tai nạn hay là phải trải qua những chấn thương không đáng có đều có thể được ghép mặt để có một khuôn mặt gần như là hoàn chỉnh so với vẻ ngoài ban đầu. Đây được coi là một công nghệ phẫu thuật đỉnh cao mới, mà theo đó các bác sĩ sẽ thu thập từng bộ phận hoặc toàn bộ khuôn mặt của người hiến tặng đã chết để ghép sang cho bệnh nhân. Thủ thuật nghe thôi đã thấy phức tạp này thực sự chỉ dành cho các bác sĩ có tay nghề cao. Theo đó thì các bác sĩ sẽ phải tách khuôn mặt và các bộ phận của người hiến tặng như là xương hàm, răng, chất béo, dây thần kinh, mạch máu và hệ thống cơ. Từng bộ phận sẽ được cấy sang cho người Nhật trong một ca phẫu thuật có thể dài đến 36 tiếng. Và ca ghép mặt nổi tiếng nhất phải kể đến anh chàng Cameron Underwood khi vào năm 24 tuổi và một lần say xỉn, chàng thanh niên bồng bột đã tự lấy một khẩu shotgun kề vào dưới cằm mình và bóp cò. Cú bắn không kết liễu cuộc đời Cameron, nhưng đã khiến cho toàn bộ phần dưới khuôn mặt anh chàng bị biến dạng nặng nề. Cameron không có mũi, không có hàm dưới, chỉ còn lại duy nhất một chiếc răng với thị lực. Chức năng nói và cử động miệng đều bị suy giảm đáng kể. Tất nhiên là điều tồi tệ chỉ đến với chàng thanh niên này trong vòng 2 năm, ngắn hơn rất nhiều so với những bệnh nhân bị biến dạng mặt khác. Anh chàng này đã được phẫu thuật thành công sau 25 giờ đồng hồ liên tục trên bàn mổ. Và đến nay, nhờ vào phương pháp ghép mặt này mà Cameron đã có một cuộc sống hoàn toàn mới và hứa là sẽ không chơi ngu khi dùng súng nữa đâu. Khi càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng cấy ghép đầu. Vào năm 2013, bác sĩ giải phẫu thần kinh người Ý, tiến sĩ Sergio Canavero đã công bố các đề xuất để thực hiện ca ghép đầu tiên trên thế giới, một thủ thuật mà ông tin rằng có khả năng điều trị tê liệt do các bệnh thần kinh hoặc cơ tật. Thủ thuật này có tên là Hivengemini và nó liên quan đến việc tách đầu của người Nhật và người hiến tặng khỏe mạnh bằng cách sử dụng lưỡi dao siêu sắc để tránh tổn thương tủy sống. Việc cấy ghép đầu người đầu tiên trên thế giới được tiến hành vào tháng 12 năm 2017. Theo đó thì đầu của người hiến tặng và cơ thể người Nhật sau đó sẽ được đặt vào tình trạng hạ thân nhiệt sâu trong khoảng 45 phút để giảm tổn thương thần kinh. Đầu của người hiến tặng sẽ được gắn vào cơ thể người Nhật bằng cách sử dụng hợp nhất dây thần kinh tủy sống. Ca phẫu thuật này kéo dài 36 giờ với sự tham gia của 150 bác sĩ và y tá lành nghề và chi phí khoảng 11 triệu USD. Sau khi hoàn tất thủ thuật, người Nhật được giữ trong tình trạng hôn mê trong 3 đến 4 tuần để giảm thiểu chuyển động và đảm bảo các kết nối thần kinh giữa cổ và cuộc sống có thời gian để hợp nhất với nhau. Mặc dù phương pháp phẫu thuật này có đang gây khá nhiều tranh cãi về mặt đạo đức y khoa, nhưng việc ghép đầu thành công cho thấy con người đã có thể đạt được những bước tiến siêu việt trong y khoa và đây không còn là ý tưởng của phim khoa học viễn tưởng nữa rồi. Theory, every step of it can be done, and there are some steps of it that are done routinely, but a spinal cord has never successfully been reattached.